Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 22 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Các địa phương tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2015. Tam Đảo dự báo cao điểm sâu bệnh hại lúa mùa năm 2015 và bàn thảo luận về các biện pháp phòng trừ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Huyện ủy Sông Lô vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2014, huyện ủy Sông Lô tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường giáo dục rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, thực hiện có nề nếp việc tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm điều lệ đảng và các quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trong huyện đã kiểm tra 148 tổ chức đảng và 188 đảng viên. Cấp ủy các cấp trong huyện đã giám sát được 149 tổ chức đảng, trong đó huyện ủy giám sát 24 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở giám sát 125 tổ chức. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của cấp ủy và tổ chức đảng đã giúp cho các cấp ủy đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất, ngăn ngừa các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên nhằm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Tại hội nghị, Ban Thường vụ huyện ủy Sông Lô đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, kiểm tra giám sát trong Đảng năm 2014. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình, thành phố Vĩnh Yên đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đạt và duy trì các chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa theo chương trình đề ra. Tỷ suất sinh giảm năm 2015 ước đạt 14,8%, tỷ số giới tính khi sinh được khống chế và giảm dần. Năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh là 118 bé trai trên 100 bé gái. Đến năm 2015, giảm xuống còn 108 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm tăng, tỷ lệ dân số tự nhiên giảm theo hàng năm. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình ngày càng tích cực, phong trào không sinh con thứ ba được đẩy mạnh và nhân rộng. Trong năm, thành phố đã tổ chức được hàng chục lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền tư vấn tại cộng đồng và trên 100 buổi nói chuyện chuyên đề về dân số, kế hoạch hóa gia đình cho hàng nghìn lượt người. Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cũng đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đặt ra mục tiêu giảm sinh hàng năm là 0,15%, quy mô dân số thành phố đến năm 2020 trên 110.600 người, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1%, 100% trẻ em được sàng lọc trước sinh và 40% trẻ em được sàng lọc sơ sinh. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 32 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Sáng ngày 21 tháng 7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tam Đảo, Hội đồng Quốc phòng An ninh huyện Tam Đảo đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 với 85 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc huyện, Hội đồng Nhân dân các xã, thị trấn, phó hiệu trưởng các trường, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện. Trong 4 ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng về các lĩnh vực như về dân số, tôn giáo và một số nội dung quan trọng khác. Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, theo từng cương vị, chức trách được giao. Hiện nay trên địa bàn huyện Tam Đảo, lúa mùa đang ở giai đoạn cuối đẻ, kết thúc đẻ nhánh. Thời gian tới, cây lúa sẽ chuyển sang giai đoạn đứng cái làm đồng. Đây là giai đoạn dễ xuất hiện sâu bệnh trên cây lúa.
Trước thực trạng trên, mới đây Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Tam Đảo đã tổ chức hội nghị cao điểm sâu bệnh hại lúa mùa năm 2015. Hiện nay, lúa mùa trên địa bàn huyện đã xuất hiện các loại sâu bệnh hại như sâu quần lá nhỏ với mật độ trung bình từ 5 đến 7 con một mét vuông, nơi cao từ 25 đến 30 con một mét vuông tại đạo trù Bồ Lý. Dày nâu dày lưng trắng bình quân hiện nay là 5 con một mét vuông, nơi cao 20 con một mét vuông. Sâu đục thân 2 chấm, sâu đục thân cú mèo, bệnh khô vằn, chuột hại. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng, xen kẽ mưa nhiều là điều kiện rất thuận lợi cho sâu bệnh phát triển và gây hại với các đối tượng chủ yếu như sâu quần lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, hại ở giai đoạn lúa chỗ làm đồng. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại cục bộ tại giai đoạn lúa chỗ làm đồng và chín sữa. Để kịp thời phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa mùa, ngành nông nghiệp huyện Tam Đảo khuyến cáo bà con cần bón phân cân đối cho cây lúa, không bón thừa đạm để hạn chế sâu bệnh hại, tham gia các lớp tập huấn về biện pháp phòng trừ sâu bệnh, mở các chiến dịch phòng trừ sâu bệnh hại với mục tiêu cao nhất là quyết tâm giành thắng lợi trong vụ mùa năm 2015. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tại nhiều địa phương đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, khám và cấp thuốc miễn phí viếng nghĩa trang liệt sĩ. Chúng tin tiếp theo, chương trình sẽ phản ánh về hoạt động này. Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà một số gia đình thương bệnh binh tại một số xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, các đồng chí thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Mong muốn các gia đình đối tượng chính sách sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, các đồng chí đã thay mặt huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch tặng mỗi gia đình đến thăm một suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại các địa phương cũng tặng quà cho các gia đình đến thăm. Các gia đình chính sách rất vui mừng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, hứa sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn để động viên con cháu phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Sáng ngày 21 tháng 7, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã đến thăm tặng quà của huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho ông Kim Văn Sạ, bệnh binh 76 tuổi và ông Lê Minh Lai, thương binh 65 tuổi tại xã Thượng Trưng. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương bệnh binh, lãnh đạo huyện mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Tại khu phố Vĩnh Thịnh 3, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng bà con khu phố đã dâng hương tưởng niệm, đặt vòng hoa tươi thắm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, bà con khu phố Vĩnh Thịnh 3 đã thắp hương, làm vệ sinh 30 ngôi mộ liệt sĩ, thu gom xác, nhổ cỏ và vệ sinh xung quanh khu vực nghĩa trang liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đồng thời giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Phòng khám đa khoa từ thiện Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Quỹ vì sức khỏe tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên và các nhà tài trợ tổ chức chương trình khám chữa bệnh tri ân các thương bệnh binh. Trên 420 thương binh bệnh binh của Hội cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên đã được khám cấp thuốc miễn phí và nhận quà từ nhà tài trợ, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng. Hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của Phòng khám đa khoa từ thiện Chùa Hà Tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công lao to lớn của những người đã góp xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên khóa 19 nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra các vấn đề đột xuất bất ngờ trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội.
Công an huyện đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn đại hội với mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ chiến sĩ trong lực lượng nắm được mục đích, ý nghĩa và triển khai thực hiện nghiêm túc. Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp. Trước thời gian tiến hành đại hội, Công an huyện tăng cường lực lượng cán bộ xuống cơ sở, nhất là địa bàn phức tạp về trật tự xã hội, nắm tình hình và có biện pháp xử lý ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ, đội công tác cơ sở tăng cường tuần tra 24/24 giờ, xử lý triệt để các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Công an huyện Bình Xuyên cũng như là đội cảnh sát giao thông đã triển khai về cái lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là về cái quy định về phương tiện sử dụng rượu bia trong máu có nồng độ cồn, chúng tôi xử lý nghiêm khắc và triệt để. Ngoài ra là chúng tôi xử lý nghiêm về cái lỗi phương tiện ô tô chở hàng vượt quá trọng tải và cơi lưới. Thì trong thời gian qua thì đội cảnh sát giao thông, cán bộ cảnh sát giao thông đã triển khai xử lý và đã làm giảm nhiều tai nạn nhiều so với thời gian trước. Công an huyện còn phối hợp với thanh tra giao thông huyện, công an các xã thị trấn, ban bảo vệ tổ dân phố tiến hành giải tỏa hành lang giao thông, giải tỏa khu chợ cóc, quán bán hàng ven trục đường 305B thuộc địa phận thị trấn Hương Canh và các địa điểm mất an toàn giao thông, tuyên truyền tới bà con nhân dân chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết ổn định vấn đề liên quan đến chế độ chính sách quyền lợi của nhân dân, ngăn chặn tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp trong những ngày diễn ra đại hội. Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng quản lý tốt nhân hộ khẩu, việc đăng ký tạm trú tạm vắng và phối hợp với cơ quan chức năng quản lý các chất cháy nổ. Sau đại hội, lực lượng công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình dư luận, đảm bảo an ninh trật tự để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Với những giải pháp linh hoạt phù hợp và sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cán bộ chiến sĩ công an huyện Bình Xuyên sẽ góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Quý huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.